cách nếu bỏ thuốc ngủ vào cà phê thì uống vào ngủ hay thức? Ê, cái gì vậy trời? Trời ơi, uống cà phê chắc chắn là ngủ. Bé ơi, ngủ đây, đêm đã khuya rồi. Làm cách nào để trở thành nhân viên của Sát? Các bạn phải đạt những tiêu chí về để qualify nhân viên tương tự như tất cả ứng viên bình thường. Các bạn phải có kỹ năng, có chuyên môn, có kinh nghiệm và theo yêu cầu công việc của từng vị trí khác nhau. Làm nhân viên của Sát thì có được tặng máy lọc không khí không ạ? Có thể, trong một số trường hợp có thể như thi đua, khen thưởng văn văn ABCD đều có. Lương 5 triệu mà muốn hết không khí sạch thì phải làm sao? Lương 5 triệu mà muốn hết không khí sạch là chua lắm à. Không hết được. Chua lắm à. Đừng buồn em ơi đừng khóc. Không hết được. Chua lắm à. Không hết được. Tại vì chưa có ăn sao hết. Nhưng mà nếu như khoảng là 15 triệu là có thể hết được. Và không khí sạch bằng máy lọc không khí Miliwon. Tại vì giá bán chỉ có dưới 2 triệu thôi. Tại sao Meliwa lại tên là Meliwa? Meliwa là Meliwa, có nghĩa là anh ở quê anh hay gọi là Meliwa. Nếu có phép thuật, chắc muốn mình có phép gì? Phép thuật quyền Enchanté. Biến những điều không thể thành có thể. Chắc thích lên núi hay là xuống biển? Thích lên núi. Dùng tiền lau nước mắt hay sống hạnh phúc trong túp lều tranh? Suy nghĩ tiêu cực. Cái nào cũng tiêu cực hết. Mình không nên suy nghĩ tiêu cực. Rồi mình vừa là lựa chọn vừa có tiền vừa hạnh phúc. Chắc là người hướng nội hay hướng ngoại? Anh là người hướng nội. Nếu được du hành thời gian, chắc muốn quay lại 10 năm trước hay đến 10 năm sau? 10 năm trước chứ. Tất nhiên là thời gian mình tới đảo ngược. Có mấy thời gian. Nhưng mà nếu được làm lại thì mình bất cứ ai cũng muốn đổi lại những cái điều mà mình chưa làm được trong quá khứ nè. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Nếu có phép thuật, chắc muốn mình có phép gì? Phép thuật quyền Enchanté. Biến những điều không thể thành có thể. Rất là nhiều điều không thể thành có thể, hoặc những điều mình chưa làm được thành có thể mình làm được. Chắc có hay đọc bình luận của mọi người về mình không? Có, chắc chắn có. Anh thì like nhiều lắm, mà không thể không đủ thời gian thôi. Khi đi học khác thích ngồi bàn đầu hay bàn cuối? Anh thích ngồi đầu bàn nhưng mà thầy cô nhắc anh đi cứ bàn không? Chắc anh do anh cao quá hay sao? Chắc học giỏi nhất môn gì? Giỏi à, ba môn tự nhiên toán lý hóa. Mùa đông gọi vốn kéo dài đang cản trở hoạt động của giới khởi nghiệp. Các cá mập xuất hiện để tiếp thêm nguồn lực và cùng các startup tìm giải pháp vượt qua những khó khăn trước mắt. Hãy cùng phá băng tìm cửa sáng.